thực phẩm chống lão hóa nên ăn hàng ngày. Khi lớn tuổi, lượng collagen dần cạn kiệt, khiến da bị lão hóa. Tuy nhiên, lượng mất đi này có thể bổ sung bởi những thực phẩm bổ dưỡng. Các dấu hiệu lão hóa lúc này sẽ được giảm bớt, kết cấu và độ đàn hồi của da dần được cải thiện hơn. 1. Các loại rau. Các loại rau tươi chứa ít calo, nhiều chất xơ và giàu dưỡng chất, đặc biệt là chứa hàm lượng cao vitamin C, giúp sửa chữa các tế bào da bị tổn thương do tuổi tác, giúp ngăn ngừa các dấu hiệu bị lão hóa sớm. Chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích ăn một đĩa rau nhiều màu sắc mỗi ngày để tăng cường sức khỏe và giúp trẻ hóa da. 2. Quả mọng. Các loại quả mọng như dâu tây, việt quất, anh đào chứa nhiều anthocyanin có tác dụng chống lão hóa vô cùng hiệu quả. Các loại quả mọng ăn kèm với các loại hạt như hạt óc chó, hạt maca và phô mai là bữa ăn nhẹ giúp làm đẹp da, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. 3. Đậu nành. Đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành như súp, miso, natto chứa nhiều isoflavone giúp chống lão hóa, ngăn ngừa viêm nhiễm, giúp da trắng hồng tự nhiên. 4. Cá hồi. Cá hồi giàu axit béo omega 3 và protein giúp tăng cường sức khỏe cho làn da, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, giúp da sáng mịn. 5. Ngũ cốc nguyên hạt. Tất cả các loại ngũ cốc nguyên hạt như lúa mạch, hạt kê, kiều mạch đều có chỉ số đường huyết thấp, không làm tăng lượng đường trong máu. Ngũ cốc nguyên hạt rất giàu vitamin và khoáng chất, giúp làm đẹp da từ bên trong. 6. Nghệ và gừng. Nghiên cứu đã chỉ ra nghệ và gừng rất giàu chất chống oxy hóa, là những loại gia vị tốt cho sức khỏe và tăng khả năng chống lão hóa, nên sử dụng nghệ và gừng khi nấu ăn để tăng hương vị cho các món ăn. 7. Chocolate đen. Chocolate đen chứa polyphenol giúp chống lại quá trình oxy hóa hiệu quả. Nghiên cứu cũng chỉ ra flavonoid trong chocolate đen rất tốt cho sức khỏe tim mạch.